Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em để test là con máy để giao cho bác khách trên Lạng Sơn này. Hôm bữa đang test dở cho bác, để giao cho bác thì cái chặng nguồn của bác này, con motor nó bị tèo nhá, motor bị cháy. Thì hôm nay bên em là quấn lại motor cho bác rồi, thì bên em test lại để giao cho bác ấy. Con máy bổ củi này là ti của nó, ti 100 các bác nhá, ti 100 vỏ ngoài 190, hành trình 1m2. Con này lực đẩy của nó lên 50 tấn. Có gì luôn các bác nha. Rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng luôn. Đấy, khúc gỗ này đường kính ngoài nó phải rơi vào tầm 350 đến 400 các bác nhá, mà gỗ rất chi là xoắn luôn. Gỗ rất chi là xoắn, nó bổ như không có gì luôn. Lệch rồi, đặt khúc gỗ bị lệch. Thôi. Cái này là nó vẫn bị ăn theo cái thớ của nó. Nó bị trượt ăn theo cái thớ của nó, phải lật lộn qua lại. Nó phải xoay đầu kia lại. Xoay đầu dương lại đây. Đấy, bị vướng cái này rồi, cạnh rồi. Không được rồi, như này được, chưa chỉnh lại, cái này nó ăn bị lật từ kia rồi. Rất chi là nhẹ nhàng, đơn giản các bác nhá. Các bác có nhu cầu về các loại về máy bổ củi này, có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, xi ben thủy lực, và có nhu cầu chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ bên em nhá. Liên hệ bên em theo số 0985 324456 hoặc là số 0355 557 558.